tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sửa đổi tại khoản 1 Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, quy định người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường năm 2024 là 61 tuổi đối với lao động nam, 56 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Thứ hai, người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên. Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng về độ tuổi và đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì được giải quyết chế độ hưu trí. Theo khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn có thể chọn một trong các phương thức sau: đóng hàng tháng 3 tháng trên một lần, 6 tháng trên một lần, 12 tháng trên một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm. Ngoài ra, bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, sau khi bạn hết tuổi lao động và không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa, bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để được nhận lương hưu.